Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kết nối Việt Trung của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc hợp tác sản xuất, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 và tôi là Huyền Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin thứ tư ngày 21 tháng 8. Mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký quyết định số 865 phê duyệt đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Việt Nam, Hữu Nghị Quan Trung Quốc. Đề án phấn đấu xây dựng Lạng Sơn sớm trở thành một trong những trung tâm đầu mối hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, dịch vụ du lịch và kinh tế cửa khẩu trọng điểm của vùng Đông Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác xây dựng cửa khẩu quốc tế hữu nghị trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ cao có hệ thống giao thông đường bộ hiện đại kết nối với cảng biển, sân bay, hình thành trung tâm thương mại giao thương hàng hóa đường bộ lớn nhất của Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và ngược lại. Với chủ đề du lịch bền vững kiến tạo tương lai, hội trợ du lịch quốc tế thường niên thành phố Hồ Chí Minh sắp diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ ngày mùng 5 tới ngày mùng 7 tháng 9 tới đây. Với sự tham gia của nhiều tập đoàn du lịch lữ hành hàng đầu thế giới, sự kiện được đánh giá là một trong những hội trợ du lịch có ảnh hưởng nhất khu vực châu Á. Đến nay đã có hơn 450 đơn vị triển lãm và 200 người mua quốc tế đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham gia sự kiện tâm điểm. Chương trình Hotter Bio International, người mua quốc tế tăng hơn 10% so với năm 2023. Dự kiến trong thời gian 3 ngày sẽ có hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại. Được biết sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên kênh tin tức hàng đầu thế giới CNN sẽ tham gia quá trình truyền thông, thông tin về các hoạt động của hội trợ trên chương trình Market Blitz Asia. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có lịch trình bận rộn với 18 hoạt động trong hơn 2 ngày trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đi sâu vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện góp phần thúc đẩy quan trọng đối với việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển khu vực và thế giới Thông tin về cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các cuộc hội kiến quan trọng với các lãnh đạo khác của Trung Quốc như là Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh và Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường đã được đăng tải trang trọng và chiếm gần hết trang nhất của nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, lãnh đạo Trung Quốc tái khẳng định xem Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Nhấn mạnh cần nắm chắc phương hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, củng cố vững chắc cục diện phát triển sáu hơn, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn tặng tới phi chủ tịch tô lâm là chuyến thăm vào thời điểm rất là quan trọng và cũng là, là có ý nghĩa rất quan trọng để làm sao xây dựng cái nền tảng xã hội nó một cách vững chắc hơn, để cái nền tảng giữa hữu nghị giữa dân hai nước, hay nữa là những cái bất đồng những cái khác biệt thì là được kiềm chế và giải quyết tốt hơn. Tổng Bí Thư và Chủ tịch hai nước đã có cuộc hội đàm có nhiều kết quả, vạch rõ phương hướng phát triển quan hệ Trung Việt thời gian tới, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tuân theo các đồng thuận chiến lược của lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam đi vào chiều sâu thực chất, góp phần vào việc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Tôi tin tưởng rằng hợp tác kinh tế giữa trung quốc và việt nam sẽ không ngừng phát triển đi vào chiều sâu đồng thời không ngừng mang đến sức sống mới cho việc cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có tính chiến lược toàn diện giữa trung quốc và việt nam làm cho quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng xuất hiện các điểm sáng mới mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội do hai đảng cộng sản lãnh đạo trên thế giới trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có những bước phát triển nhảy vọt. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư nước ngoài chính của Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 200 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm liên tiếp. Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng 25% so với cùng kỳ 2023, chạm mức 112 tỷ đô la Mỹ. Hai bên kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành quả hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như kết nối, nông sản, kinh tế số, chuỗi cung ứng. những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kết nối việt trung ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại